mỗi lần thu hoạch sẽ cho khoảng từ 300 tới 400 gram quả các bạn nhé. Ăn rất là thơm ngon. Rất ngon các bạn nhé. Đây chính là những quả Việt Quất tứ quý, khi chín nó sẽ chuyển sang màu tím than như này. Một cây trưởng thành có thể đạt tới chiều cao khoảng tầm 1m8 tới 2m và cho hàng nghìn trái mỗi lứa quả các bạn nhé. Các lứa hoa lứa quả nó sẽ gối tiếp nhau. Bạn thấy là đây là những chùm hoa của cây Việt Quất này, hoa sẽ có màu trắng như này. Đấy, quả khi trưởng thành thì nó sẽ có màu xanh lá cây như này các bạn nhé. Thế còn khi chín là nó sẽ chuyển sang màu tím than như này các bạn nhé. Các lứa hoa lứa quả nó sẽ gối tiếp nhau. Đấy, trồng tại Việt Nam cũng rất là sai quả. Các bạn có thể trồng chậu hay trồng ngoài đất thì cây đều sinh trưởng phát triển tốt. Khi trồng thì bạn nên lưu ý là lựa chọn cái giá thể tươi xốp để cho cái bộ rễ của cây nó được thông thoáng. Khi đó nó sẽ cung cấp nhiều dưỡng chất để cho cây nó sinh trưởng ra hoa và được quả xa như này. Đấy là rất nhiều quả các bạn nhé. Khi trồng chậu thì bạn chỉ cần trồng cái chậu đường kính nó khoảng tầm 50 60 phân là đã cung cấp đầy đủ các dưỡng chất để cây nó sinh trưởng ra hoa và được quả xa như này rồi. Đấy, cây nào hiện tại ở vườn nhà mình đây cũng đậu rất nhiều quả các bạn nhé, hàng nghìn trái trên cây. Đây là cái dòng Việt Quất tứ quý. Quả ra quanh năm liên tục các bạn nhé. Rất là nhiều quả này. Đấy. Đây là quả Việt Quất các bạn nhé, ăn rất là ngon. Nó có hương vị rất đặc biệt các bạn nhé.